và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Quang Vinh đăng ảnh thả thính Linh Ca bị cộng đồng mạng chê tới tấp. Nhiều người cho rằng Quang Vinh mời Linh Ca tham gia chương trình làm mất chức, giảm đẳng cấp, thậm chí có người không xem clip vì không thích Linh Ca. Thời gian gần đây, nam ca sĩ Quang Vinh gây chú ý khi thực hiện series hành trình Quang Vinh đi Việt Nam, đem tới những cái nhìn toàn diện thú vị về du lịch các tỉnh thành dọc khắp Việt Nam. Trên hành trình, không chỉ giới thiệu đến người xem các cảnh đẹp, các địa điểm tham quan ở khắp mọi nơi, anh còn chia sẻ những món ăn đặc sản ở rất nhiều vùng, nơi mà mình ghé qua. Đồng hành với Quang Vinh ở mỗi tập sẽ là một khách mời khác nhau. Và trong tập mới nhất, Hoàng tử Sơn Ca đã mời cô nàng đầy tai tiếng Linh Ca đồng hành cùng. Chưa dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn đăng ảnh hai anh em vui vẻ bên nhau. Đồng thời viết status đầy mùi thính, em cứ việc mua sắm, quẹt thẻ đã có anh lo. Ngay sau đó, nhiều người tỏ thái độ không thích khi thấy Quang Vinh xuất hiện bên Linh Ca, còn cho rằng Hoàng tử Sơn Ca bị mất chức khi xuất hiện cùng cô gái tai tiếng. Có ý kiến còn cho rằng sẽ không xem clip mới của Quang Vinh vì xuất hiện người mà họ không hề có thiện cảm. Quang Vinh đăng hình chụp với Linh Ca ở cả Facebook lẫn Instagram. Đã vậy anh còn thả thính, em cứ việc mua sắm, quẹt thẻ đã có anh lo. Rất nhiều người không thích sự có mặt của cô nàng tai tiếng Linh Ca. Nhiều người đồng tình cho rằng Quang Vinh kết hợp với Linh Ca quá chênh lệch, mất đẳng cấp. Nếu muốn tăng view hoặc thu hút tầm tuổi khác thì cũng không nên dùng cách này ạ. Thực sự khá thất vọng và chắc sẽ không xem vlog nữa. Anyway, chúc anh may mắn với sự lựa chọn của mình. Linh Ca vui vẻ khi tham gia cùng Quang Vinh. Hai người tham gia rất nhiều hoạt động cùng nhau. Vì từng là một cô gái tai tiếng nên Linh Ca không nhận được ủng hộ nhiều trong clip này của Quang Vinh. Cách đây không lâu, cũng trong series hành trình, Quang Vinh đã bị lên án vì ngồi lên rạn san hô ở biển có thể gây tổn hại đến tài nguyên vô giá của quốc gia. Ngay sau đó, nam ca sĩ đã phải lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ khắc phục nếu để lại hậu quả gì sau đó. Hiện tại dù đã không còn năng nổ hoạt động nghệ thuật nhưng anh vẫn được công chúng đặc biệt quan tâm. Bên cạnh chuyện tình cảm đời tư gây chú ý, Quang Vinh cũng không ít lần còn bị xăm soi và đánh giá vì các hành động không đẹp mắt trong cuộc sống. Quang Vinh và Phạm Quỳnh Anh ngồi lên rạn san hô ở Phú Quốc. Thậm chí một số du khách trong đoàn đi cùng hai nghệ sĩ này có giảm hẳn chân lên san hô khi đang lặn biển. Anh còn khiến cộng đồng mạng không vừa mắt khi cách đây không đâu, đăng ảnh xe xỉn nằm ở hành lang. Quang Vinh còn từng bị lên án vì tạo dáng thô tục khi đi du lịch. Có lần nam ca sĩ còn bị chỉ trích thờ ơ với trẻ nhỏ chiếm đoạt xe bước.